Tàu Long. Bây giờ đang là 1-0 cho đội TV. Trường chỉ cho Văn Sơn. Văn Sơn. Một pha bất ngờ. Hơn nữa. Rất hay. Vậy là thủ môn Lê Văn Trường đã bắt gọn trái bóng. Tuyệt vời. Người thực hiện cú sút là số 19 Phan Văn Long. Đội tuyển Việt Nam vẫn rất bình tĩnh triển khai những đường bóng rất cơ bản. Rất hay. Rất tiếc thưa quý vị và các bạn đã không vào rồi. Công Phượng có một pha dứt điểm rất hay. Lọt xuống dưới và dứt điểm. Rất hay. Rất hay. Vâng. Rất hay. Trời ơi, không phải. Rất tiếc thưa quý vị và các bạn. Thật quá tiếc, quá đáng tiếc. Chúng ta vừa thấy một phút xuất thần của Công Phượng. Rất hay. Bây giờ đang là không duy. Công Phượng. Rất tiếc. Wow, vâng, vậy là đã là 3-0. Một bàn thắng tuyệt vời. Một bàn thắng tuyệt vời của Phan Văn Long. Như vậy là Phan Văn Long đã ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam đã thắng đúng lúc mà chúng ta cần thắng.